top 5 tiền vệ xuất sắc nhất từng vô địch Champions League. Mọi câu lạc bộ vĩ đại đều được chỉ huy bởi một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Và trong một thời kỳ bóng đá mà những cầu thủ trẻ như Jude Bellingham, Gavi hay Frenkie de Jong đang chứng tỏ đẳng cấp cao, tất cả họ đều phải hướng ánh mắt ngưỡng mộ về những tiền bối xưa kia từng vô địch Champions League. Hãy cùng Saba Sport điểm qua 5 tiền vệ ưu tú nhất từng lên ngôi tại giải đấu hàng đầu châu lục. 5. Paul Scholes. Paul Scholes được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Khả năng phân phối bóng của anh là vô cùng ấn tượng. Tỷ lệ chuyền bóng thành công và độ chính xác của những đường chuyền vượt tuyến có thể khiến nhiều tiền vệ ngày nay phải xấu hổ. Là người từng hai lần vô địch Champions League, Scholes cũng mang đến những bàn thắng và một số trong đó là những pha lập công đáng kinh ngạc. Dù mắc bệnh hen suyễn nhưng huyền thoại của Quỷ Đỏ vẫn khiến trận đấu trở nên dễ dàng. Đẳng cấp của anh ở một mức độ mà đến Zinedine Zidane cũng phải tiếc nuối khi chưa có cơ hội để thi đấu cùng. 4. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo chắc chắn không phải là tiền vệ nhanh nhất và cũng không phải là tiền vệ tấn công giỏi nhất. Nhưng anh là một cầu thủ có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu một cách dễ dàng nhất và tạo ra những đường mở bóng xuất sắc nhất. Vị trí tiền vệ lùi sâu dường như được tạo ra là để dành cho huyền thoại người Ý. Hai chức vô địch Champions League cùng AC Milan thật sự chưa đủ để miêu tả đẳng cấp của Pirlo. 3. Xavi. Anh ấy là cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Đó là lời khen không ngoa chút nào mà Lionel Messi dành cho người đàn anh Xavi. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất mà thế giới từng được thấy. Cùng với đối tác Iniesta, Xavi đã giành vô số thành tựu ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Quán xuyến khu vực giữa sân, Xavi có thể nhìn ra những cái hở và đặt vào đó đường truyền chuẩn xác đến từng centimet. Xuất sắc và điềm tĩnh, anh được nhiều người đánh giá là cầu thủ kiến thiết lối chơi gần như hoàn hảo với 4 chức vô địch Champions League. 2. Andres Iniesta. Nếu Messi tung hô Xavi là xuất chúng, thì huấn luyện viên của Barcelona hiện tại cũng dành những mỹ từ tương tự cho người đồng đội Andres Iniesta. El Ilusionista nổi tiếng với đôi chân nhanh nhẹn và những pha dây bóng đầy mê hoặc khiến anh trở thành đối thủ nguy hiểm đối với bất kỳ hậu vệ nào. Huyền thoại La Roja có khả năng thực hiện những đường truyền có thể nói là gần như không thể xảy ra. Khoảnh khắc của anh mà người hâm mộ Barca nhớ nhất có lẽ là bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Chelsea năm 2009, thời điểm mà đội bóng xứ Catalan giành cú ăn ba. 1. Zinedine Zidane. Nghệ sĩ là danh từ mà người ta vẫn luôn nói về Zinedine Zidane. Nỗ lực và hoàn hảo, huyền thoại người Pháp được cho là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh đã ghi một bàn thắng tuyệt vời trong trận chung kết Champions League 2002 tại Hampden Park ở Scotland. Đó là danh hiệu duy nhất của Zidane với tư cách là một cầu thủ ở đấu trường này. Nhưng để cho dễ hiểu, chủ nhân của quả bóng vàng 1998 là thiên tài theo mọi ý nghĩa.